Xin kính chào các bạn các vị, hôm nay thì mình Và anh em nói Thư. à, mình và anh Thư đang có đây chơi một trò. Hôm nay thì anh Thư và anh Vinh hơi vật vờ sẽ cùng nhau mở một Cù. cái Bạn bảo tôi nói sai không? Đây là cái món tên đồ chơi tên gì? Đúc cù. đau đầu quá. Thực sự luôn, vậy anh muốn Thôi đúc cù rồi, ok chúng ta bây giờ sẽ mình bắt sẽ đầu mở ra mổ. cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái này rất là đáng yêu. Nhìn bên ngoài đã thấy xinh rồi đây. À, bên trong này sẽ có 8 hộp nhỏ thì nó sẽ là 8 cái con bé này này. Nhưng nó sẽ ngẫu nhiên chứ đâu phải là chắc chắn là 8 con này đâu. Em nghĩ nó là 8 con này ý. Bây giờ chơi Mở ra kèo thử không? nhé. Ok. Nếu không phải là 8 con này thì em bắt anh cái gì? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Ok, clip đã có. Còn nếu mà nó là 8 con này thì anh mất gì cho em cũng được, trừ những thứ quý ra bằng tiền. Em hứa chưa? Tí tôi mà thắng tôi sẽ lấy con iPhone X của Anh ơi tí. Thư. Lần trước nhá, anh cũng chơi với một bạn giống như thế này rồi. Bạn ấy thua xong, bạn ấy nằm ra giường này, bạn ấy bảo anh muốn lấy gì thì lấy đi. Nhưng anh suy nghĩ một hồi anh không mặc vừa quần áo của nó, thôi anh lại đi về. Oh my god. Nhìn, nhìn nó có phàm phu tục ngữ không các bạn? Anh lấy xin được không? Tắt tắt Không một tí nào luôn ấy, hề với em luôn. Đây anh cầm. Nó thư viện. Rồi, mình mà thắng thì quả này Thư chết với mình. Rồi, đây là trời có ơi, xinh 8 con đúc cu. 8 con đúc cu. Mình sẽ đúc từng cái cu một cho bạn xem. Rồi, ok, con đầu tiên. À. Nó nhẹ nhẹ thôi, còn nó rách đi. Cái này tưởng xé ra chứ. Xé nhưng mà nó bị phí ấy. Em không hề thương hoa tiếc ngọc. Anh chỉ có thương lan thôi chứ không thể đây thương hoa được. Là rất là cái này anh biết là gì không? Cái này là cái gói muối mà em chấm ăn cái quái. Anh Tú. Rồi, anh Tú rồi. Ý em mới bảo mày thiếu muối. Đây. Đây từ 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 đây nha em cho anh thấy phần trăm thắng của em. Anh nhìn thấy không? Thành thành chưa? Đây. Từ đó bà nội. Đây này, tức là nó rồi. Sẽ đúc cu ở Winterland. Rồi. Có một con bên ngoài rồi. Ok, để xem có được 8 con không. Ui, Kilver. Yêu quá, nhìn giống thế anh vãi. Thề luôn. Nhìn giống thế anh cực kỳ luôn ấy. Quay sang bên kia mà nhìn mà xem này. Ủa, giống y hệt. Tay còn cầm nấm chả hiểu sao luôn ấy. Ai bảo em? Đây là một bịch nấm không? Nó đang cầm một cái gì giống đầu khớc ấy. Tôi thề. Lại cãi tôi đi. Giống đầu khớc y hệt. Rồi ok, một con đầu khớc. Rất là đáng yêu. Wait a minute. Tôi đã bảo rồi, cái đứa nào là nó khô mà lại. Bối rối. Âm thanh đấy anh em mình nhớ thu âm lại xong mình sẽ repeat lại nhiều lần nhé anh em. Nhiều vãi các bạn ơi, đây là một. Ôi anh ơi sao nó khác con này? Cậu đã bảo rồi, cái hình đấy chỉ mang tính chất minh họa. Con này là rất là míp và ấm út. Nhưng mà nó có ngoài này. Được rồi, để xem có đủ 8 con không? Đây các bạn thì nhìn đi, nó có những cái cúc áo này, bên trên là nó đang cosplay là người tuyết nhé mọi người. Có cái quả đít thật không thể ngon hơn. Nhưng mà mặc bộ này khá giống của Thư, đều là màu trắng. Rồi mình sẽ tham gia mở nhanh. Ui, lần này là kẹo gingerbread. Rồi đùa rồi đấy, biến là cái quái gì cả. Nhưng mà trong cái phim Pinocchio Shrek, trong phim Shrek. Đây, con này là cái kẹo gừng, bánh gừng quần què gì đó. Đẹp quá, xinh dã man. Con này xinh này. Cái tặng người yêu thì tuyệt vời. Ui, kiểu tuyết ấy. Nên nhìn quanh như có kem, kem ấy. Giống như kiểu là một cái kem gì bôi quanh mặt đấy các bạn. Con gái cũng hay dùng. Tú đừng có cười nữa Tú. Bồi đã tốt cho bản thân. Ui, đùa, cái này đừng anh nói là nói 8 con là khác nhau thật các bạn ạ. Đây em xem cái này đây. Có cái này. Ui, anh thấy thương. Không? Anh Vinh. Ờ anh thấy không? Anh thấy giống y không? Giống y hệt kìa. Anh, đây là bộ sưu tập những con vịt à? Vịt thích à? Cái con đâu là con vịt đây không nhỉ? Rồi, đây là con này mặc bộ đồ là người thám hiểm. Con này nó mặc đồ ngủ này pyjama. Nên nó mặc bộ đồ hình con gấu, bảo là bộ đồ ngủ pyjama. Có tôi hai không cái thể... túi làm gì nữa. Bà nội mẹ. Anh có thấy ba người cúp hai cái túi hai bên không? Bà nhìn thấy gấu đang đi bắt cá này không? Đang cầm quả cá trên tự tay này. Tự nhiên thì có thể thật ra con này ấy, nó vừa ra chỗ cửa hàng Thành Lộc nó mua một cái kem cá. Các bạn tin tôi đi. Còn đây là con cuối cùng. Cà rốt. Cà chua. Cà chua. Ủa, đấy các bạn ơi, đây là cà rốt ạ. Nhưng mà thực chất nó là dâu tây bà nội, không nhìn thấy nó chấm ở đít à? À ừ nhờ. Không, cà chua mà cái này chứ.
Dâu tây, nó đang chấm ở đít đây này. Đúng rồi, dâu tây. Vãi trưởng thật. Dâu tây chán thế cơ chứ. Ủa từ đã, trong này có mấy cái túi đen đen, nó là cái gì em bóc ra chưa? Em thấy nhưng mà nó là túi thôi. Thích thì để vào thôi. Mẹ cái bọn. Mình thích thì mình đặt vào xem là ai cấm. À không. Không, có. Nhặt vội. Đây này. Nhắm. À, nó là ai cùng cầm trên tay? Đúng rồi, tức là để kêu ai các bạn nhìn này. Đây này, nó có. Đút vào gãy mất rồi. Ui, yêu thật. Anh ơi, con này nó còn có hai cái sừng tuần lộc ấy. Em lấy chưa ai? Em chém hai cái sừng này vào một con nào đấy. Con tuyết này nó có hai cái cây đấy hai bên đấy. Đúng rồi, tú. Con này thế này. Màu đỏ thì sẽ hết rồi đúng không? Dạ mẹ. Có con nào có đồ vật không ạ? Hết rồi mẹ. Hết rồi. Ok. Ba rồi, anh có quà dành cho em. nhanh lên, thực sự nhanh lên. Rất đáng yêu. Anh có quà cho em. Hai vợ chồng vừa đi mua đồ gì về à? Đi mua đồ để con xong mà. Thế á? À? Khốn nạn đâu. Nhìn đi, cứu không? Quà cho xem nữa. Chào các bạn và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Nhìn ba rồi. Em ơi, xinh quá chưa? Quỳ xuống xin anh đi. Quỳ xuống xin anh ôi. Đi. Không thể tin được. Đừng có sợ. Đây.